Napoli sẽ không có sự phục vụ của trung vệ Kim Min-jae và tiền vệ Jambo Anguissa ở trận lượt về tứ kết Champions League vì án treo giò. Tại San Siro rạng sáng nay, tiền vệ người Hàn Quốc đã nhận một thẻ vàng. Trước đó, anh đã nhận một thẻ vàng ở lượt đi vòng 1/8. Trong khi đó, Anguissa phải nhận hai thẻ vàng trước AC Milan. Điều đó đồng nghĩa tiền vệ 27 tuổi sẽ không thể tham dự trận tái đấu với Rossoneri. Trước đó, việc mất trung phong Victor Osimhen vì chấn thương đã khiến sức mạnh của Napoli suy giảm đáng kể. Hậu quả, đoàn quân của Luciano Spalletti đã thua hai trận liên tiếp trong các cuộc đối đầu với AC Milan. Cách đây 10 ngày, họ thất bại 0-4 tại Serie A và rạng sáng nay họ tiếp tục thua 0-1 trong khuôn khổ Champions League. Không chỉ thất bại trước Real Madrid, Chelsea còn chịu tổn thất lực lượng không nhỏ. Vì kéo ngã Rodrigo, nên Benzema đã bị phạt thẻ đỏ. Vì bị đủ khó xử nên Chilwell sẽ không thể góp mặt trong trận tứ kết lượt về. Trận đấu diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 19 tháng 4 tại Stamford Bridge. 4 phút trước khi Benzema bị đuổi, Koulibaly cũng phải rời sân vì chấn thương. Trung vệ người Senegal bị đau sau một nỗ lực ngăn cản Rodrigo. Theo SunSport, trung vệ này có dấu hiệu chấn thương gân kheo. Koulibaly tỏ ra rất đau đớn khi rời sân nhường chỗ cho Kukurawa. Vì vậy, tình trạng của anh có thể nghiêm trọng hơn. Trong 24 giờ tới, Koulibaly sẽ được đưa đi kiểm tra để xác định rõ mức độ nghiêm trọng của chấn thương. Carlo Ancelotti hài lòng với chiến thắng trước Chelsea, nhưng ông lên tiếng cảnh báo các học trò rằng phải tiếp tục chiến đấu tại Stamford Bridge vì Chelsea là một đội bóng tốt và có nhiều cầu thủ đẳng cấp. Đừng quên rằng, họ là một đội bóng mạnh với rất nhiều cầu thủ đẳng cấp. Mặc dù chúng tôi đã thắng 2-0 và có được lợi thế từ trận đấu này, nhưng sẽ vẫn còn rất nhiều khó khăn phía trước. Real Madrid sẽ phải tiếp tục chiến đấu và hy sinh tại Stamford Bridge. Đây là điều hoàn toàn bình thường vì chúng ta đã bước vào tứ kết Champions League. Tôi hài lòng với kết quả ngày hôm nay. Tôi nghĩ đây là một trận đấu hay và bây giờ chúng tôi sẽ tập trung cho những mục tiêu trước mắt. SunSport đã đưa tin vào tháng trước, Vincent Kompany nằm trong danh sách rút gọn của Tottenham Hotspur khi đội bóng này đang nỗ lực tìm người thay cho Antonio Conte. Nhưng hiện tại, Kompany đã vươn lên trở thành ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế nóng tại sân vận động Tottenham Hotspur. Lý do là bởi chủ tịch Daniel Levy rất ấn tượng với thành tích của Kompany tại Burnley. Chỉ trong mùa giải đầu tiên làm việc tại sân Tootmoor, Kompany đã đưa câu lạc bộ này quay trở lại Premier League. Đây là điều mà ít huấn luyện viên trẻ làm được. Kompany chỉ mới 37 tuổi và bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 2019 tại câu lạc bộ quê nhà Anderlecht. Theo Manchester Evening News, Scott McTominay sẽ không thể tập luyện với ca đội vào chiều nay. Chấn thương của tiền vệ người Scotland không nghiêm trọng, nhưng không thể giúp anh đối đầu với Sevilla tại Europa League. Man United cũng sẽ không có sự phục vụ của Rashford. Luke Shaw cũng không kịp trở lại. Garnacho, Van der Beek và Tom Heaton cũng là các trường hợp phải nghỉ thi đấu dài hạn. Rashford, Shaw và McTominay chính là những sự tổn thất lớn của đội chủ sân Old Trafford. Mùa này, Rashford đã ghi 28 bàn và là chân sút số 1 của đội bóng. Shaw thì luôn ổn định bậc nhất ở vị trí hàng thủ, trong khi McTominay cũng đang có phong độ tốt. Mbappe khẳng định anh vẫn muốn tiếp tục gắn bó với PSG trước những thông tin cầu thủ này có thể chuyển đến Real Madrid. Bước tiếp theo trong sự nghiệp của tôi đó là vô địch Champions League. Tôi đã vào được vòng 16 đội, tứ kết, bán kết rồi chung kết, nhưng vẫn chưa một lần bước lên bục cao nhất. Đó là những gì tôi cần. Còn làm điều đó ở đâu? Tất nhiên là ở PSG. Phát biểu của Mbappe được đưa ra ở thời điểm những tin đồn về việc anh chuyển sang Real Madrid xuất hiện nhiều hơn. Phòng thay đồ của PSG cũng tiềm ẩn nhiều bất ổn khi các đồng đội không hài lòng khi Mbappe được ưu ái. 31 tuyển thủ được huấn luyện viên Philippe Trezeguet triệu tập chuẩn bị tham dự SEA Games 32, gồm 22 cầu thủ đang chơi tại V-League và 9 người tại giải hạng nhất. Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 16 tháng 4 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đợt tập trung lần này, ngoài những gương mặt chủ chốt từng góp mặt trong thành phần U23 Việt Nam tham dự giải giao hữu Doha Cup 2023, còn có những cái tên không xuất hiện trong đợt tập trung trước như thủ môn Cao Văn Bình, hậu vệ Hồ Văn Cường, tiền vệ Nguyễn Đức Phú, Đinh Xuân Tiến, tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Tại SEA Games 32, U22 Việt Nam nằm chung bàn đấu với Thái Lan, Malaysia, Singapore và Lào. Theo lịch thi đấu, thầy trò Trezeguet sẽ có trận ra quân gặp U22 Lào vào ngày 30 tháng 4. Thank you.